Rồi, xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở về với cửa hàng bên em. Ngày hôm nay bên em video giới thiệu cho tất cả các bác với một lô, trong đó có 6 đôi loa bãi bã là PA 12 cộng của GD Polario và 4 đôi mã PR10. Thì đây là một sản phẩm sử dụng bát 20 năm. Đó, sử dụng bát 10 inch là bát 20 năm các bác nhá. Thì đôi này thì là bát 30 PA 12 cộng. Thì hôm nay em dọn ra được 10 đôi này, thực sự các bác là quá đẹp luôn. Lâu lắm rồi em mới mua được lô loa nó đẹp như thế này. Thì hiện tại tại cửa hàng nhà em thì đang có những cái mã sản phẩm cũng như là có những cái combo đồng bộ lên cho các bác. Loa này, đẩy vang mic này với giá thành cực kỳ hợp lý cho các bác, lên combo chỉ từ 17 18 triệu thôi là các bác cũng đã sở hữu được một cái bộ đồng bộ combo của đẩy này, vang rồi mic rồi loa của GD các bác nhá, đồng bộ hết. Với cái dòng loa bãi này thì nó sẽ được giảm giá thành rất là nhiều so với những phân khúc loa mới. Thì với mã PA 12 cộng này các bác nhé, nếu như với những cái đôi loa mới như thế này thì là 17 triệu 500 nghìn đồng đó. Nhưng mà hôm nay thì em có 6 cái đôi này, đó là dòng loa bãi, em bao cho các bác còn nguyên zin nguyên bản từ loa bát đến loa tép. Đó, thùng bệ thì rất là đẹp luôn, nó phải đẹp lên đến 90-95% các bác nhé. Còn đương nhiên là cái hàng bãi trong quá trình vận chuyển thì nó không để nó tránh khỏi những cái vết xước nhỏ như này. Thì những cái này thì em sẽ khắc phục được cho các bác được, các bác nhé, khắc phục được rất đẹp luôn. Đấy, kể cả loa bên này, loa bát 25. Thì với cái lô loa PA 12 cộng hàng bãi xịn này, chính hãng của GD, hiện tại trên thị trường em đang cung cấp cho các bác với mức giá dao động từ 13 đến 14 triệu đồng. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay thì em có 6 đô này lên video giới thiệu các bác. Thì cũng báo cáo các bác là em sẽ để các bác với mức giá cực kỳ hợp lý 11 triệu 500 nghìn đồng một đôi nhá. 11 triệu 500 nghìn đồng một đôi. Và em sẽ lồng cái nội thất của cái đôi loa này vào để trong cái video này để các bác có thể tham khảo nhá. Và cái đôi loa GD mã PR10 thì hôm nay em sẽ lên video cho các bác cũng như là lồng cái nội thất của cái chiếc loa này vào để cho các bác có thể tham khảo. Thì với cái đôi loa với mã PR10 bát 20 năm này thì bên em đang phân phối cũng như là chính thức chào bán với các bác với mức giá là 7 triệu 500 nghìn đồng. Đấy, 7 triệu 500 nghìn đồng các bác nhá. Một đôi này, thùng cân này, rất đẹp luôn. Tất cả hàng em bao zin bao đẹp cho các bác từ gọi là chiếc bát đến chiếc tép luôn. Nguyên zin hết và em đã vệ sinh sạch sẽ chi tiết rồi. Em sẽ lên một video giới thiệu riêng cũng như là thông báo đến các bác để cho các bác có thể là test được chất lượng âm thanh của những đôi loa này. Và trước hết thì những bác yêu âm thanh cũng như là các bác đã tham khảo rất là nhiều các mã loa trên thị trường rồi thì em chỉ cần lên cái độ thất thôi là các bác có thể cảm nhận được cũng như là các bác có thể biết được cái độ chất của những cái dòng loa như thế này các bác nhé. Và hiện tại thì cửa hàng đang có rất là nhiều combo và rất là nhiều khuyến mãi để cho các bác có thể tham khảo và trải nghiệm. Xin mời các bác có thể là trở lại với cửa hàng bên em. Có địa chỉ tại lô A8, A9, trung tâm thương mại Dốc Lã, Bảo Khê, thành phố Hưng Yên các bác nhá. Rồi, xin chào các bác trong video test chất lượng âm thanh của những sản phẩm này các bác nhá.